Lipovitan, năng lượng từ thiên nhiên. Đơn giản chỉ là không thể cưỡng lại hương vị tuyệt hảo của Heineken. Heineken, loại bia hàng đầu thế giới. Khi bạn say xỉn rất có hại cho sức khỏe. Đã có viên giải rượu Bosfilba. Bosfilba có tác dụng điều hòa chuyển hóa rượu, ngăn chặn tác hại do rượu gây ra cho cơ thể. Viên giải rượu Bosfilba bảo vệ sức khỏe của bạn. Em yêu, anh đã quyết định chọn XL2. Đây là xe có ngăn chứa lớn nhất và có mặt đồng hồ điện tử mới tinh xảo. Từ nay em không phải lo lắng cất giữ nón bảo hiểm của hai vợ chồng mình. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn gió quê hương ngồi nghĩ lại mình. Chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Liệu em đi vẫn còn thơm mát sau 14 ngày? Chắc chắn rồi, vì mình đã nhắc anh ấy dùng Comfort mà. 14 ngày thơm mát với Comfort thơm lâu và Comfort một lần xả. Đây là cuộc sống thường gặp. Đây là cuộc sống của Mentos. Mentos, đột phá ý tưởng. Người mẫu tụi mình ai cũng muốn có một hàm răng sáng khỏe. Bí quyết của mình là kem đánh răng thảo dược Twin Lotus có màu nâu rất đặc trưng. Dùng kem đánh răng thảo dược Twin Lotus mỗi ngày, răng mình sạch và trắng hơn hẳn. Kem đánh răng thảo dược Twin Lotus đen mà tốt. Twin Lotus Herbal Fresh and Cool. It's party time. Yeah. Tự tin bắt đầu với nụ cười tươi. Xin gum Happyden White hương Spearmint mới cho bạn cảm giác thật sảng khoái như vừa đánh răng xong. Happyden White tự tin với nụ cười tươi. Nuôi dưỡng ngôi nhà thơm mát làm bạn tốn nhiều công sức. Hãy dùng sáp thơm Quẹt mới. Chỉ cần mở nắp, hương thơm quý phái sẽ lấp đầy không gian nhà bạn và lưu mãi suốt 30 ngày. Sáp thơm Quẹt mới, tươi mát làm sao? Có sao không? Mình bị trượt chân. Có salon xếp này. Dán ở khó có dễ bong không? Không sao đâu. Bạn cắt cạnh bên miếng salon xếp vừa kéo giãn ra vừa dán. Salon xếp với glycol salicylat, emmenthol, TL comfort và tocopherol acetate thấm nhanh qua da giúp giảm đau nhanh chóng. Không dán salon xếp lên vết thương hở, tránh tiếp xúc với mắt. Không dùng cho người bị dị ứng với aspirin hoặc salicylat. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mát lạnh, giảm đau, kháng viêm đã có salon xếp. Bạn có muốn lướt nhanh cạo êm hơn? Hãy dùng Gillette Vector Plus Speed để có những đường cạo nhanh và dài, không còn lo cắt phạm hay trầy xước. Vector Plus Speed của Gillette với lưỡi dao kép tự động điều chỉnh theo từng đường nét trên mặt cho những đường cạo ưng ý. Cạo êm hơn, Vector Plus Speed của Gillette. Cạo thật êm, thêm tiết kiệm. Dao cạo này chỉ 10.000 đồng, một lưỡi chỉ 3.500 đồng. Người đàn ông này là một nha sĩ. Anh ấy dùng Oral-B. Vì cơ chế massage chéo của bàn chải Oral-B giúp lấy đi đến 90% mạng bám. Giới thiệu bàn chải sạch tinh sáng bóng mới chỉ với 3.000 đồng. Oral-B, nhãn hiệu được nhiều nha sĩ khắp thế giới tin dùng. Tiếng cười của bé đã đến từ đêm qua. Thật tuyệt vời, Pamper Fresh and Dry với lớp siêu thấm giúp cốt thấm suốt cả đêm, giữ bé luôn khô thoáng. Ngủ càng ngon, cười càng rộn rã. Những liệu pháp chăm sóc da chuyên nghiệp có thể giúp giảm các vết nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và làm da tươi tắn hơn. Hãy trải nghiệm 7 liệu pháp chống lão hóa trong chỉ một loại kem với Olay Total Effect 7 trong một mới. Hy vọng làn da bạn. Mùa lễ hội, rộn ràng Tết, nồng nàn hương,
vết thai và Downy, sản phẩm dành riêng cho mùa Tết này. Bia hương vị độc đáo chưa từng có trước đây. Zorok kết hợp hai loại lúa mạch khác nhau để cho ra đời một vị bia hài hòa nhất. Với thành phần thiên nhiên tinh khiết, Zorok đậm hương vị tự nhiên như chính thiên nhiên. Zorok, một loại bia tuyệt hảo, bạn cứ muốn thưởng thức và thưởng thức mãi. Chất lượng bia tuyệt hảo nay có trong lon mới, giá đặc biệt chỉ trong dịp Tết. Oxy Deep Wash mới, cực sạch, cực sáng. Nước khử bồn cầu con vịt với công thức Germinex cực mạnh, diệt trùng đến 99,9% cho bồn cầu luôn sạch sẽ và vệ sinh. Thêm 50% giá không đổi khi mua đất toilet, lì xì 1.500 đồng cho đất nhà tắm. Vui xuân bất ngờ với nhà sạch bóng, có con vịt bồn cầu hết vi trùng. Golia Active Plus, kẹo nhân siro thảo dược, tác động mát dịu. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Sữa mẹ Dumexgold miễn dịch cho bé yêu luôn được bảo vệ. Kính thưa quý vị, trở lại với quận 12 trong những ngày cuối năm 2007 này thì chúng ta đã nhìn lại thì thấy có những con số rất là khả quan về công tác chăm lo cho người nghèo. Toàn quận 12 thì có 1.100 hộ nghèo, nhưng bây giờ thì đã có hơn 700 hộ là được thoát nghèo, và con số còn lại chỉ còn là 0.8% hộ nghèo mà thôi. Điều này chứng tỏ rằng là địa phương ở đây đã chăm sóc rất tốt cho những người dân nghèo. Chúng ta có thể thấy là khi ngôi nhà mơ ước đến đây thì chúng tôi nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất là nhiệt tình từ phía chính quyền địa phương. Thưa quý vị, còn ở Thạnh Xuân, nơi mà có nhân vật, gia đình của nhân vật của chúng ta cư ngụ, thì cơ cấu kinh tế chủ yếu đó là chúng ta sẽ thấy những cái vườn hoa kiểng. Đó cũng là một hình thức để mà người dân ở đây làm kinh tế, hoặc là trồng hoa mai, hoa lài. Còn về chăn nuôi thì nổi bật ở đây thì là người dân hay nuôi bò sữa. Tuy nhiên thì để mà có thể giúp cho người dân cải thiện cuộc sống của mình hơn thì chính quyền địa phương ở đây đang dần dần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt sang cơ cấu kinh tế dịch vụ. Và chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với phường Thạnh Xuân, quận 12 để gặp gỡ nhân vật của chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước kỳ này. Vomina, cùng xây ngôi nhà mơ ước.